da bụng, tức là da thường có khuynh hướng mà tăng tiết dầu rất là nhiều. Chăm sóc ở nhà tức là mình phải thường xuyên sử dụng những cái sản phẩm nó giảm cái chất nhờn đi. Nếu mà bạn có thường thử sử dụng cái trang điểm thì bạn nên sử dụng cái tẩy trang để cho da thông thoáng. Và ban đêm mình có thể là sử dụng những cái sản phẩm có tính mà tẩy sừng nhẹ, giống như là những cái sản phẩm có chứa cái những axit trái cây, giống như axit glycolic hoặc là những chất chống oxy hóa giống như là vitamin C, vitamin E. Bên cạnh đó, trường hợp mình cũng có thể sử dụng giữ ẩm cho những da mà tăng tiết dầu nhiều, nhưng mà thường tự giữ ẩm dạng nhẹ thôi, dạng nước hoặc là xịt khoáng là cách tốt nhất. Chế độ ăn rất là quan trọng đến những cái da mà khuynh hướng dầu, tức là phải uống nhiều nước để giúp da cái khả năng trao đổi chất nó tốt hơn. Hạn chế ăn những thức ăn mà có thể tăng kích thích tiết dầu, giống như là dầu mỡ hoặc thức ăn có nhiều cái chất béo. Đối với trẻ em thì cái việc mà uống sữa thường xuyên, đặc biệt một số trẻ em có cái thói quen là uống sữa thay nước, thì ba mẹ cũng nên khuyên trẻ thay đổi một cái phù hợp, tức là mình uống sữa theo đúng nhu cầu và thay thế bằng nước. Đừng có uống nhiều sữa quá, thì trong sữa có những cái protein có thể là kích thích nó tăng tiết bã nhiều hơn.